Chào cả nhà, đã làm YouTube, ai cũng biết rằng view ngoại giá trị cao hơn hẳn so với view nội vì video được xem bởi khán giả ở các nước phát triển giàu có trên khắp thế giới. Tuy nhiên, có một điều không phải newbie nào cũng biết và chỉ những người theo nghề lâu năm mới ngầm hiểu với nhau rằng không phải mọi view ngoại khi sinh ra đều bình đẳng như nhau. Không phải mọi view ngoại sinh ra đều có quyền bình đẳng. Tạo hóa đã phân chia để mỗi nước có một rơ phía mà khác nhau, không ai có thể xâm phạm được. Trong tất cả các loại view ngoại, view Ấn Độ chính là view có giá trị thấp nhất. Nói cách khác, tuy cùng là view ngoại, nhưng không phải nước nào cũng như nước nào. Đặc biệt, rất nhiều anh chị em sợ view Ấn vì cho rằng RPM của Ấn Độ rất thấp, thậm chí thấp hơn cả view Việt Nam, vốn dĩ đã luôn nằm trong nhóm có giá trị quảng cáo thấp nhất thế giới. Chẳng hạn khi nhìn vào số liệu của kênh này trong vòng 28 ngày vừa qua, chúng ta thấy số view nhiều nhất đến từ Ấn Độ với 340.000 view, tuy nhiên doanh thu chỉ đạt 4 triệu 300.000 đồng. Trong khi đó, đối với view từ Hoa Kỳ, số view là 196.000 và doanh thu là 119 triệu đồng, một sự chênh lệch rất đáng kinh ngạc. Video này trích đoạn từ buổi livestream cộng đồng của Việt Creators chia sẻ biện pháp để giảm view từ Ấn Độ, tăng view từ Mỹ và các quốc gia phát triển khác. Mời cả nhà cùng theo dõi. Cho em hỏi view Ấn Độ tiền nhiều hơn hay ít hơn Việt Nam vậy? Cảm ơn anh. Anh mời Dư ạ. Từ khía cạnh các kênh của em ấy, thì em đánh giá là cái lượng view từ Ấn Độ sẽ thấp hơn view Việt Nam. Không biết là kênh của mọi người thấy thế nào, mà em thấy khoảng tầm 4 kênh của em thì nó sẽ thấp hơn đấy. Nhưng mà như thế thì khi mà một kênh mới mình lên xong rồi bắt đầu mình thấy view Ấn Độ thì cái thái độ của mình so với cái chuyện đấy nó như phải như thế nào? Cần phải lo lắng quá không hay như thế nào? Thực ra thì bây giờ em không kén chọn khán giả quốc gia nào, miễn là video của mình có view đấy là cái điều em mừng nhất rồi. Và mình cải thiện làm sao để hướng đến nhiều quốc gia nữa. Mình phân tích xem là ngoài view Ấn Độ ra thì mình còn có những khán giả từ kênh của mình có những khán giả từ quốc gia nào, và mình sẽ tìm hiểu xem là văn hóa của họ họ sẽ thích những điều gì thì mình sẽ đẩy thêm vào những quốc gia kia, và mình sẽ sơ lược những cái video hay là cái ảnh thumbnail của mình mà dẫn đến cái khán giả Ấn Độ họ vào xem nhiều, thì mình sẽ sơ lược đi để mình đẩy cái nội dung mình nó thay đổi đi, nó sẽ khác đi. Có một cái cách rất là thực tế là ở trong cái số liệu phân tích cái studio của mình nhé, tức là đầu tiên là nó liệt kê ra danh sách những cái video của mình nhiều view nhất trong vòng 28 ngày vừa qua, thì những cái view cái danh sách đấy là xếp theo thứ tự theo tổng số view. Nhưng mà nếu mà bạn lên cái dòng bên trên đấy, cái chỗ mà bộ lọc ấy, bạn gõ vào là ví dụ như bạn chọn là Mỹ chẳng hạn, United States chẳng hạn, bạn gõ vào là United States thì lập tức là cái danh sách đấy sẽ được sắp xếp lại theo thứ tự là những view Mỹ nào, như những video nào nhiều view Mỹ mất nhất sẽ hiện lên trước. Còn nếu mà bạn muốn xem là những video nào mà Ấn Độ xem nhiều thì bạn gõ vào là India, thì cái danh sách đấy sẽ lập tức được sắp xếp lại theo thứ tự là những video nào nhiều view Ấn Độ nhất. Thì nếu mà mình muốn tăng view Ấn Độ thì mình sẽ làm theo những cái tương tự như những cái mà Ấn Độ thích xem. Còn nếu mà mình làm theo kiểu mà muốn Mỹ xem nhiều thì mình sẽ làm theo những cái video mà view Mỹ nhiều nhất. Đúng không? Bạn có thể theo dõi tiếp toàn bộ buổi livestream chia sẻ về view ngoại này theo link hiển thị trên màn hình. Lưu ý, video này không phải là thuốc, nhưng tác dụng với tâm hồn có thể còn hơn cả thuốc. Vui lòng xem kỹ hướng dẫn sử dụng trong phần mô tả. Hẹn gặp lại trong những video tiếp theo của Việt Creators.